Mọi người thì hôm nay Đức Mario đang đi giao chiếc xe tại Sài Gòn đây. Hả? Giao chiếc những cái màu đặc biệt nhất đến tay khách hàng đầu tiên ở Sài Gòn. Hả? Hả? Vẫn thương hiệu này, Đức Mario Hoàng Thống Mô Tô. Số điện thoại Đức này 0846281198 này, hoặc là 0386791198 nhá. Đấy, hai chiếc Super màu đặc biệt, anh em thấy màu đẹp không? Màu lông chuột luôn và màu bạc nhá. Đấy, nước sơn rất là đẹp luôn. Đó, mọi người có thể thấy. Bây giờ thì Đức Mario cả anh Đông đây sẽ hạ xe xuống. Con sán lông chuột này anh này. Đấy, vị khách rất đặc biệt đặt luôn màu sán lông chuột cho chất. Đã hạ xong chiếc màu sán lông chuột. Màu này rất là đẹp nhé mọi người nhé. Hàng Super cao cấp chính hãng này. Vành đời mới của cái bản đặc biệt này là vành 8 chấu ấy. Vẫn có hình logo vành con ngựa ở đây là để tránh hàng giả hàng nhái nhá. Vành trước cũng là vành 8 chấu và cụm đầu đèn này. Và ở đây vẫn có logo hình con ngựa nha mọi người nhé. Xe thực chất là nó hơi bẩn, vì cơ bản là mình vừa đi đến đây trong Sài Gòn nó mưa thất thường quá. Đó. Đó. Xe thì da xịn. Đây mọi người có thể nhìn lớp da không? Đấy, lớp da này rất là đẹp luôn. Đấy, rất êm, mịn. Đi vào đấy thôi. Đấy. Chiếc Super Wheeler này thì nó là bản đặc biệt to, to nhất trong phân khúc và hàng gọi là lét nhất. Đấy, Wheeler và Super Wheeler nhá. Đấy, anh khen xe mạnh và cứng cắc. Chú đâu? Thế em tưởng chú sao? Đấy. Đấy, đi nó phải ghế rộng như ba. Chiếc Super này thì trượt ra được 3 ghế nhá. Anh Đông ơi, trượt ra 3 ghế cho mọi người xem. Đấy, màu rất là đẹp luôn. Đây này, cái da ghế xịn này, mọi người nhìn thấy không? Sờ này rất là mịn này. Đấy. Đấy, cái bản đặc biệt này có dòng chữ Super. Super SUPR dài từ khung qua đây. Đấy. Và có một cái hốc để đồ đằng phía trước rất là to, rất là đẹp nhá. Đấy. Nhà mình chưa bắt chặt, bây giờ đến nhà bác mình sẽ bắt chặt. Anh ơi, lấy cả ấy nhá, lấy cả sạc cả gương nhá. Đấy, cụm đầu đèn chính hãng này rất là đẹp luôn. Đấy, đầu đèn này hiện tại chúng ông nhái được. Đây cái giỏ đây. Giỏ chúng Ngọc cũng nhái được rồi. Đấy. Anh em có thể thấy. Đấy. Úi, rất là xịn. Khung thì dày. Đấy, bánh trước rất to. Đây khung nó đây. Ui trời ơi, khung dày không? Quá dày luôn. Đây là một cái bộ ấy. Đấy, anh em nhìn mối hàn xịn, xe xịn này. Nhìn nó hàn sắc led không? Đấy. Thế này nó mới gọi là xe xịn chứ. Rồi. Vâng, cái giỏ đấy thì mở ra được. Vâng. Đấy. Xe này thì bản đặc biệt đang có mức giá 19.500.000 nhá. SUPR. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là xe nhập khẩu thì cũng không tránh được. Và cái chỗ để tay này, chỗ để tay mịn này. Đây, đến nhà cô chú này. Đấy. Và giờ mấy anh em mình lắp chắn bùn. Xe thì chắc chắn là xe này phải có tiến và lùi rồi. Và tốc độ nhanh chậm 1, 2, 3 ở đây. Đèn này. Đây, và kéo ở đây. Kéo cái này có đến sáng mai năm sau không hỏng được như cái củ đề đều nha anh em nha. Ôi, ok. Ừ. Giờ mấy anh em mình lắp chắn bùn. Đấy, mọi người thấy cái màu này như thế nào, để lại comment phía dưới kênh nhá, của Đức Mario. Thôi bây giờ Đức sẽ bàn giao xe và đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá.
đấy, cái màu lông chuột đấy. Và cái chân phanh này này, đấy, nó được thiết kế làm một cái logo hình con ngựa luôn. Hàng xịn này, 3 đinh 8. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.